tài nguyên và môi trường biển. Do vậy, với các nhà khoa học tại đây, việc đưa ra các thông số chính xác khi phân tích các mẫu vật mà tàu Oparin thu được cũng không quá phức tạp. Không chỉ hợp tác với các nhà khoa học Nga, các nhà khoa học tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển còn phối hợp nghiên cứu với các nhà khoa học Tây Ban Nha, Mỹ hay Nhật Bản. Việc hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài đã giúp các nhà khoa học Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm, triển khai công việc nghiên cứu được chuyên nghiệp hơn. Nhưng chúng tôi sẽ có một cái nữa, đó là chính là hệ thống của chúng tôi đã quản lý theo ISO 17025 với cái mã thương hiệu là của phòng thí nghiệm là VLAB 10536. Xin toàn thể hội nghị một tràng vỗ tay. Chúng ta đang có